Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến người dân về dự án cầu đại ngãi trên quốc lộ 60 qua huyện Cù Lao Dung. Dự án cầu đại ngãi trên quốc lộ 60 nối liền hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào cuối năm 2022. Riêng đoạn qua huyện Cù Lao Dung dự kiến trên địa bàn xã An Thạnh Tây và An Thạnh Đông. Dự án hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, mở rộng giao thương hàng hóa là tiền đề quan trọng đưa Cù Lao Dung phát triển hơn nữa trong tương lai. Qua lấy ý kiến, dự án được đa số người dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, một số bà con cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền nên xem xét áp giá bồi thường chính xác, công khai, đúng quy định, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dời tái định cư. Các ý kiến của bà con đã được các ngành chức năng giải thích làm rõ, đảm bảo người dân sẽ đồng tình cao khi dự án được triển khai. Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề vừa họp công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn huyện là trên 38.130 ha, trong đó đất nông nghiệp là trên 32.279 ha, đất phi nông nghiệp là hơn 5.861 ha. Có 188,61 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp. Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp là trên 28.721 ha, đất phi nông nghiệp là trên 9.408 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo quyện đề nghị các ngành địa phương tổ chức niêm yết công khai kế hoạch quy hoạch sử dụng đất để người dân tổ chức doanh nghiệp biết, thực hiện tốt công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về sử dụng đất, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm luật đất đai, công khai các dự án đầu tư để người dân tham gia cùng chính quyền địa phương giám sát việc sử dụng đất. Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị giao ban cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục vi phạm trong các vụ án vụ việc tạm đình chỉ và tổng kết công tác truy nã truy tìm năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh. Trong năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Đảng ủy giám đốc công an tỉnh với tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tổ chức phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm đã phát hiện và điều tra khám phá 380 trên 469 vụ có dấu hiệu phạm tội về trật tự xã hội, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 18 vụ bắt và xử lý 638 đối tượng. Tỷ lệ khám phá án chung đạt 81,02%, tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng đảm bảo tạo được nhiều dấu ấn tích cực, nhất là triệt phá nhiều vụ ma túy, cờ bạc diễn ra trên địa bàn. Có 7 địa phương thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2019 đối với công tác truy nã truy tìm trong năm 2022 đã bắt vận động và thanh loại 55 trên 146 đối tượng truy nã, phối hợp hỗ trợ bắt vận động và bàn giao 23 đối tượng truy nã cho Công an các tỉnh thành phố quản lý. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã đạt được trong năm 2022, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Dịp này, hai tập thể, hai cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Bảy tập thể, 22 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra hình sự và công tác truy nã truy tìm năm 2022.